Ngày 10 tháng 9, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ cửa hàng tiện lợi bị trộm liên tục trong một tháng. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 9, hai vị khách đi xe tới cửa hàng tiện lợi ở đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh mua đồ. Lúc này một nhóm người đi xe máy tới cửa hàng rồi dừng lại. Một thanh niên trong nhóm đi tới gần xe máy của vị khách rồi bẻ ổ khóa lấy trộm xe và rời đi. Trước đó, tối ngày 6 tháng 9, một thanh niên khác cũng vào cửa hàng trên mua đồ và đứng quan sát. Sau đó, người này ra ngoài bẻ khóa xe máy của khách lấy trộm rồi rời đi. Đại diện cửa hàng cho hay, từ ngày 11 tháng 8 đến nay, cửa hàng đã bị kẻ gian lấy trộm 6 xe máy của khách tới mua hàng. Dù cửa hàng có thuê bảo vệ nhưng chỉ làm việc từ 10 giờ đến 18 giờ. Phía cửa hàng cũng dán biển cảnh báo khách tới mua hàng. Hiện các vụ việc đang được điều tra làm rõ.